Giờ hôm nay mình làm clip về hiện tượng mà trộm cắp ở xu trong siêu thị hoặc là cái bãi gửi xe chung cư nha các bạn. Rồi để cho các bạn chạy winner đồ đề phòng nha. Thường thường mà làm bô xăng lửa xong hay là cái gì đó mình lên ở siêu độ thì mình phải tháo ly lục gió trụ, lục gió độ rồi đó thì nó sẽ chống này. Hoặc là ở xu nó zin nó cũng treo dưới đây. Ở siêu độ nè, đây cục đét leo nè. Cái dây dắt cắm nó ở đây nè đúng không? Thấy không? Ok, dù mình đóng nguyên lại. Thấy không? Đóng nguyên lại thì mình thấy an toàn đúng không? Không phải đâu. Nè. Bây giờ làm kỹ nè. Đây đúng không? Thấy không? Thấy cục dây xanh, thấy cục dây xanh không? Nè. Mình lòn tay lên nè. Nè, mình cầm để cầm điện thoại nè, lòn tay lên nè. Rồi ok. Chỉ cần có kéo là xong. Nó cắt rụp cái này nó nhân từ nó còn bấm cái này lấy cục dây xanh mình ra. Thấy không? Còn mà nó nhân từ nó lấy cái kéo cắt rồi xong, mất cục dây xanh nó chỉ biết cái trong đây á, chỉ có một cọng dây bự nhất là cọng su, còn như là không có cái gì vậy phải không? Đó, đưa lên nè. Giờ mình đưa lên nè, mình không thấy đường nè, mình đưa lên nè. Nè, mình đưa lại lên nè. Nè, họ không lấy được cọng su rồi phải không? Chứ còn một cái kéo nhỏ, cái kéo cắn là xong. Mất cọng su bạn. Nên bạn nào mà làm xe mà winner á, winner và độ su á, bạn nên kiếm cách mà một á là bạn dời dây sườn qua bên bên cọng su, bạn để bên bình á, hoặc là bạn kiếm gút nào á, chắc cú bạn gút mạnh vô kẽm hay gì đó nha các bạn. Đó làm cho an toàn á, chặn hay là một cái hộp, một cái lót, một miếng nhựa ở đây, miếng nhựa hình chữ nhật hay là tự bạn chế nào gút lại cho nó không có lòn cái tay lên, thấy ở dưới nguyên cái lỗ không đó, dép mình nè đó, ghê không, nó là chuyên gia cấp cao su là lòn từ dưới đây lên nè đó. Đó. Chỉ cần còn dễ nữa, lấy cái lục giác mà lục giác á, nó dặn con này ra xong rồi mở này dặn cũng được, còn mấy thò tay vô cũng xong nè. Rất là rộng các bạn, rất là rộng nè, thò tay vô nè ha, nè đó hay không, rất là rộng, mình không cần bạn khóa yên hay đóng yên gì đó mình cũng lấy được đó nè. Đó lấy gì rất là đơn giản mà, phải không? Rất là đơn giản, chần vô thôi, cái có rồi kéo, rồi cái kéo á cắt rụp xong đó, là nó còn nó ác á, còn nhân đạo thì nó còn bấm này ra, bấm nút này ra, lấy quả xu còn ra rồi xong, rất là đơn giản. Bãi gửi xe nó chỉ gửi xe bạn chứ không bao giờ mà giữ mấy cái này các bạn. Nó như hiện tượng mà ăn cắp heo dầu, ăn cắp ôi xu là thường xuyên, những khách hàng của mình đã từng bị mất nữa các bạn đó, nên lưu ý giữ kỹ nha các bạn đó. Ê, nhận nhật lên đút cái tài lên cái nó làm ảnh nè, đút cái tài lên cái đút lên thôi rồi vậy, ngồi ngồi dưới đút là đút lên rồi, đút lên cầm rồi nè, đút lên rồi, đút lại rồi đưa tay thẳng năm màn ra để lắp cái gì để chụp ảnh rồi để rồi ok rồi thấy chưa.